Máy sát vỏ xanh hạn Mazda do máy móc Việt phân phối. Khách hàng sử dụng máy và rất hài lòng. Máy sử dụng motor 3 kg, năng suất 1 tấn trên giờ. Chi tiết vui lòng liên hệ 02438383456. Công ty cổ phần công nghệ Vinmark, 258 Phạm Văn Đồng,